Hiện trên thị trường không thiếu những gói chè mang nhãn hiệu chè chất lượng cao, nhưng thực chất lại được chế biến từ loại chè giá rẻ được pha trộn thêm mì chính để giảm độ chát và tạo độ ngọt. Sử dụng loại chè này liệu có ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng như thế nào? Câu trả lời sẽ có ngay sau đây. Một lạng mì chính sẽ được dùng để phối trộn 10kg chè khô. Đó là cách ước lượng trung bình của những người buôn chè trộn mì chính. Tuy nhiên, theo yêu cầu của khách hàng, các cơ sở chế biến chè có thể trộn mì chính theo trọng lượng khác nhau. Giá mỗi kg chè trộn mì chính cũng chỉ cao hơn chè không trộn từ 5 đến 10.000 đồng 1kg nếu sử dụng mì chính có thương hiệu trên thị trường. Bọn em không phải lo, thế cả mấy chiếc bọt là chị nếu 20 đắng bọn chị, nếu mà quả đấy vẫn thích ngọt nữa, bọn chị chọn tí nữa là luôn. Mà có sao vậy là dân cho nhiều hơn tí nữa luôn. Để xem nó lấy loại nào. Và đấy thì mẹ đi kéo ra rồi. Đấy bã nở đều xanh đét. Cho vào chẳng qua để nhìn cái nó xanh hơn thì cái người mua thích hơn. Mà uống nó đánh lừa cái người mua, cái người uống người ta mua cái đấy nhiều hơn. Chứ còn cũng không bắt hơn được bao nhiêu. Đây chính là cách giảm độ chát cho những loại chè giá rẻ, chất lượng thấp, tăng doanh thu cho những người buôn chè. Từ xưa đến nay không ai làm như thế. Người ta không phải chỉ riêng uống chè, ta lại ăn bánh bò, hoặc thêm hai thịt mì chính. Người ta lại pha mì chính Trung Quốc nữa thì không an toàn, không thể tiêu dùng. Mì chính Trung Quốc cho hàn the nó đưa vào, không đảm bảo sức khỏe. Thứ hai nữa là đấy là con đường mà dẫn tới ung thư. Còn theo một khuyến cáo mới đây nhất từ Cục Quản lý Thuốc và Thực phẩm Mỹ, nếu một người mỗi ngày sử dụng trên 3 gram mì chính có thể gây nên hiện tượng nóng rát ở khuôn mặt, cánh tay hoặc ngực, tê từ cổ đến tay, ngứa khắp mặt, nhức đầu, buồn nôn, tim đập nhanh, buồn ngủ. Vâng, có thể nói rằng là xanh nước, ngọt hậu là tiêu chí số 1 để chọn được dòng chè búp ngon của nhiều người tiêu dùng. Và để đánh lừa khẩu vị của người tiêu dùng thì nhiều cơ sở chế biến chè đã trộn mì chính vào chè để thu lợi bất chính. Việc làm này không chỉ gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người tiêu dùng mà còn ảnh hưởng đến thương hiệu chè Việt trên thị trường. Tuy nhiên, kiểm soát được vấn đề này lại đang là bài toán khó của các cơ quan chức năng. Tại một số cơ sở chế biến chè ở Thái Nguyên, chè giá rẻ sau khi trộn mì chính đánh hương. Sẽ được các chủ cơ sở đóng vào các bao bì chè chất lượng cao như thế này. Em rút cuối năm tháng 11 trở đi ra thì cái loại này em đã giảm rồi nha. Kiểu gì người mua vẫn tin tưởng hơn là những túi nó không có tên tuổi. Không được, nên phải đặt đây. Mình có cái này được không lấy đi ra. Thì là chị đi thi cúp được cúp vàng rồi là về chị mới có cái mã vạch này. Nhưng mà nhà chị làm để bán được khách thì nhà tớ lấy về để tớ bán được khách nhà tớ. Ừ. Cái này là cách người yêu cầu bắt buộc có thể làm đấy chứ. Nếu muốn mua cái túi này thì có bán túi này. Nhưng nếu chị này thì thích thì đặt nhưng mà in số điện thoại của chị vào đây rồi mua số này. Chè bà này cũng bảo kia. Bà ấy bán cái túi này nhưng mà mua ví dụ em mua từ 70 đến 101 thì nó có túi này mình được. Nếu cô nói một túi này như là 250 một cân. 250 một cân. Đại diện Hiệp hội Chè Thái Nguyên cho rằng đây là hành vi gian lận thương mại, ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín thương hiệu chè Thái Nguyên. Bởi vì là khi mà như thế thì pha chè ra là nước chè sẽ ảnh hưởng ngay. Một là sẽ là đục, hai là có cặn, ba là màu sẽ bị biến đổi. Đúng là trực tiếp ảnh hưởng đến cái vùng chè vì cái người làm sản xuất chè người ta cũng rất là bức xúc. Người ta cũng muốn là nhà nước, cơ quan quản lý nhà nước phải vào cuộc để làm sao mà cái sản phẩm thực sự là được bảo hộ một cách toàn diện và nó bền vững hơn. Thế nhưng, việc kiểm soát những hành vi này là điều gần như không thể đối với các cơ quan chức năng. Nó xảy ra ở diện rộng, trong cái đó lực lượng của chúng tôi mỏng, đấy, cái tiềm lực của chúng tôi có hạn, máy móc thiết bị có hạn. Mỗi một lần đi mà thanh tra kiểm tra là theo quy định của luật thanh tra là phải thông báo trước. Khi đã thông báo trước rồi thì người ta xử lý hết rồi. Hoặc là chúng tôi thanh tra kiểm tra đột xuất thì lại phải lấy mẫu, lại phải đi kiểm định, giám định. Phải có bằng chứng thì mới kết luận được là vi phạm hay không vi phạm.
trộn mì chính vào chè đã trở thành hoạt động bình thường tại một số cơ sở chế biến chè. Nó dường như là công đoạn không thể thiếu để khiến chè chất lượng thấp trở nên ngọt hơn. Và người tiêu dùng vẫn khen chè ngọt nước, lại không hề biết rằng mình đang uống một thứ hỗn hợp gồm nước, vị chè và mì chính.